bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một sợi dây trang trí đơn giản giống như thế này nhé. Bây giờ chúng ta cùng làm thôi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một sợi dây treo trang trí đơn giản nhé. Nguyên liệu của mình cần có đó là bút chì, compa này, kéo. Keo dán thì mình dùng là keo nến như thế này nhé. Các bạn có thể dùng keo giống mình hoặc là các bạn có keo gì dùng keo đấy cũng được. Tại vì là mình sẽ sử dụng cái phần bìa màu này mình làm này. Thì cái phần bìa màu này rất là dễ dán nhé. Mọi người dùng keo gì cũng dán được hết. Keo dán giấy này, băng dính hai mặt này, keo nến vân vân. Nói chung là keo gì cũng dán được hết nhé mọi người. Nó là dạng giấy bìa mà. Giấy thì keo dán giấy cũng dán được đúng không? Ở đây mình chuẩn bị 3 màu sắc như thế này. Màu trắng, màu xanh nhạt và màu cam để mình làm. Thì đây là cách phối màu của mình, mọi người có thể tham khảo nhé. Nếu các bạn thích thì làm theo giống mình. Hoặc là nếu mà thấy cái màu này không ok thì các bạn thích màu nào các bạn dùng màu đấy nhé. Mình sẽ chuẩn bị thêm cái hạt cùng trang trí như thế này. Một hạt nhựa giả bạc rất là xinh, mình làm trang trí thêm này. Và mình chuẩn bị dây để mình làm dây buộc, dây treo đây. Dùng cái dây kim tuyến màu bạc như này nhá. Cái này thì mọi người cũng có thể tùy ý. Nói chung là dây gì treo lên được thì mọi người dùng cho mình. Có dây gì dùng dây đó nhá. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào làm. Đầu tiên các bạn vẽ cho mình một cái hình tròn vào đây. Hình tròn kích thước tùy ý nhá. Các bạn thích cái dây trang trí nó to hay nó nhỏ thì các bạn sẽ vẽ cho mình cái hình cho nó phù hợp. Đây mình vẽ một cái hình tròn vào đây. Đây cái hình nhỏ nhỏ như thế này thôi. Không cần dùng quá nhiều đâu. Tại vì là dây treo thì mình thấy nó xinh nhỏ nhỏ, nó xinh xinh ấy. Mình cũng không thích làm to quá. Đây mình cắt bỏ phần dư đi nhé. Rồi giờ mình sẽ cắt cái phần hình tròn này ra. Rồi mình cắt hình tròn nhé. Cái hình tròn này chính là cái phần chính của dây nhé mọi người. Thì cái phần chính này mọi người có thể là thích hình dáng gì mọi người cắt hình dáng đó. Giống như mình ấy thì mình cắt hình tròn chẳng hạn. Hoặc là các bạn cắt hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi, hình thang gì đó. Nói chung là tùy ý. Cứ thấy hình gì hợp lý thì các bạn làm cho mình. Mình tiếp tục mình cắt ra nhé. Rồi, mình bỏ phần dây đi. Sau đó mình sẽ làm cái phần dây. Dây thì mình dùng cái này. Mình cắt, mình chỉnh sửa lại một chút cho nó bằng, nó đẹp hơn. Mình chỉnh sửa lại một chút nhé. Rồi. Sau đó mình sẽ cắt một đoạn dây. Cắt một đoạn dây có độ dài thích hợp mình làm. Đây. Mình sẽ chập cái đoạn này vào như thế này. Mình chập vào này. Mình tạo ra cái phần móc treo. Mình cắt phần dư đi. Rồi giờ mình sẽ dán cái này vào nhé. Mình treo một chút keo vào là được. Cho một chút keo vào. Sau đó mình sẽ dán phần dây vào. Mình dán phần dây vào. Bên này cũng làm như vậy nhé. Mình cũng dán phần dây vào. Sau đó mình gập nó vào để mình giữ nó thật là chắc. Rồi. Mình tiếp tục mình dán keo vào nhé. Mình cứ vừa làm vừa dán keo. Cứ cho keo vào và cuộn lại thôi. Tiếp tục cuộn vào này. Mình cứ làm lần lượt như thế này cho đến hết. Cuộn tiếp. Đấy, cuộn lần lượt. Rồi. Bây giờ mình còn một đoạn này mình cũng tiếp tục mình cuộn vào nhé. Cho keo vào này. Sau đó cuộn lại. Rồi, mình còn một chút xíu nữa là xong. Đây. Đây là thành phẩm sau khi làm xong. Mình sẽ có cái phần dây treo rất là xinh như thế này nha mọi người. Đấy. Giờ mình sẽ gắn cái phần dây treo này vào trong cái hình tròn. Mình cho một chút keo vào nhé. Cho một chút keo.
Sau đó mình sẽ áp phần này vào. Mình áp vào. Rồi. Giờ mình sẽ làm cái phần trang trí mình gắn lên. Phần trang trí thì mình sẽ dùng cái màu xanh và màu trắng mình đã chuẩn bị từ ban đầu ấy. Mình sẽ gập vào, mình tạo hình nhé. Mình tạo một cái hình vuông này. Sau đó mình cắt ra. Mình bỏ phần dư đi nhé. Mình cần dùng